Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một chiếc giường quý phi rất là đẹp, được làm bằng gỗ mun của Lào, xịn 100%, rất là sang trọng, lịch sự và có kích thước là 2m45, rộng 89 và cao 5m. Ngày xưa ông vua có một bà Dương Quý Phi, bà ấy vô cùng là đẹp. Ông nghĩ là không có một cái gì có thể xứng với bà ấy cả, và ông đã cho tất cả những cái người kiến trúc sư thiết kế của Trung Quốc giỏi nhất để mà thiết kế ra một cái giường thật là đẹp, để khi mà ngồi thì đẹp mà nằm thì sang trọng, và để ôm gọn cái hình của bà Quý Phi ở trong đó. Và đây là một chiếc giường Quý Phi vô cùng là đẹp, rất là xuất sắc của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, được những người nghệ nhân làm bằng tay trong thời gian làm rất là lâu. Và những người nghệ nhân của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai thì đã đục ở giữa là hoa sen. Hoa sen là sự tỉnh thức, giác ngộ, là một cái điều mà rất là tuyệt vời, gần bùn nhưng mà không có hôi tanh mùi bùn. Và bên trên này thì có đục như là đục con rơi cằm tiền, tài lộc đến từ năm cửa, hay là tất cả những cái đường uốn lượn của chiếc giường quý phi này thì có những đồng tiền xếp vàng, và có những cái lẵng hoa quả vô cùng là tuyệt đẹp. Và cái chất liệu gỗ mun thì làm cho cái giường quý phi nó trở lên nổi bật, nó vừa sang trọng nhưng nó vừa lịch sự, nó vừa đẹp đẽ nhưng mà nó rất là dày dặn. Và cái kiểu dáng cũng như là hình thù của giường quý phi thì đặt ở phòng khách thì nó làm đẹp cho cái ngôi nhà của gia đình. Nó mang được cái phong cách cổ điển quý tộc, thiết kế theo kiểu vua chúa hoàng gia, làm cho cái người sử dụng nó chính là một cái gì đấy cao cấp của các vị vua chúa thời xưa. Một cái giường mà cái đầu được thiết kế hơi ngả ra, mặt gỗ thì được uốn lượn để ôm trọn cái vòng lưng, giúp cho cái người mà được sử dụng luôn có cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất mỗi khi ngả lưng thư giãn. Có thể đặt đệm hoặc có thể để nguyên mặt gỗ như thế này, bởi vì gỗ mun thì nó sẽ mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Và thiết kế cuộn tròn tạo ra một cái gối chân, tạo cho cái sự tiện lợi và thư giãn khi mà sử dụng, một điểm nhấn vô cùng nổi bật trong không gian của phòng khách, phù hợp với lại các không gian phòng khách hoặc là các phòng riêng tư như đọc sách, làm việc, thư giãn đầu óc sau những lúc mà làm việc căng thẳng. Và đây là một trong những cái giường mà quý phi rất là quý giá, hiếm có của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai bằng gỗ mun. Và hôm nay thì với chiếc giường kích thước là 2m45, rộng 89 và cao 55, ngồi rất là thư thái, thoải mái, Hướng Mai giới thiệu với quý khách chiếc giường quý phi này cùng với con gái yêu Ngọc Anh. Hướng Mai và Ngọc Anh xin chúc toàn thể quý khách luôn luôn có được sự an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, thành công. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và theo dõi các sản phẩm của đồ gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, tất cả mọi điều đều may mắn trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn. Và nếu quý khách có quan tâm tới sản phẩm thì hãy gọi điện vào số 0912 298 044 hoặc 0972 514 668 để được tư vấn thêm. Xin được trân trọng cảm ơn quý khách. Quý khách thấy các video của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai hữu ích thì hãy like, comment và chia sẻ. Xin được biết ơn toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách gặp được nhiều điều tốt đẹp, thuận lợi trong cuộc sống, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, thành công. Xin được trân trọng biết ơn. Xin chào.